Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục review tai nghe số tiếp theo của Sonlong Media. Và lần này mình xin gửi đến các bạn chiếc tai nghe đến từ hãng Audio Technica, tai nghe On-Ear M60X, được phát triển từ mẫu tai nghe nổi tiếng Full Size M50X, vẫn trung thành với triết lý đem lại sự thoải mái cho người dùng. Phát ra rất mềm mại, khi bạn đeo M60X sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và không có hiện tượng bị đau tai. Về bên ngoài, thiết kế vỏ hộp của M60X nhỏ hơn tương đối so với M50X. Tai nghe M60X có mảng loa neodym 45mm, phần voi coil bằng nhôm mạ đồng, giống với sản phẩm tiền nhiệm M50X. Phần đệm tai và đầu vẫn được sử dụng chất liệu memory foam nhưng vẫn được thiết kế lại giúp bền hơn, cách âm tốt hơn, vì sản phẩm này được thiết kế để có thể sử dụng được ở ngay cả những môi trường ồn ào. Dây tai nghe có thể tháo rời gồm có 3 loại dây: dây 3m, dây 1,2m và dây có sợi xoắn co giãn kèm theo jack DJ 6.3mm dành cho các bạn chơi DJ hay là thẩm âm. Cầm M60X trên tay, bạn có cảm giác rất là nhẹ, từng góc cạnh đều được trau chuốt tỉ mỉ, phần logo Audio Technica được tạo điểm nhấn nổi bật, giờ rất mát tay. Đặc biệt, điểm cách tân lần này ở M60X là phần khớp điều chỉnh độ ung khít của tai nghe tương tự như một số dòng Sennheiser Momentum hoặc Sennheiser DJ trước đây. Với kích thước nhỏ gọn, ATH M60X phù hợp sử dụng khi di chuyển nhưng lại không gấp gọn được. ATH M50X với kích thước lớn hơn có thể gấp gọn được và thiết kế xoay 90 độ như một tai nghe DJ. Ngoài ra, ATH M50X có khả năng chịu rơi tốt hơn, nhìn cũng hầm hố và khỏe khoắn hơn. Bù lại, vẻ bên ngoài nhỏ gọn của M60X có thiết kế bên ngoài phần build tinh tế hơn, sắc nét và trau chuốt hơn với các dòng full size của ATH trước đây. Độ nhạy của M60X 102 dB nên những âm thanh của sân khấu được rộng mở và tách bạch hơn, độ đậm và các nhạc cụ thiết bị cũng thể hiện được rõ hơn. ATH M60X có trọng lượng 200g nhẹ hơn nhiều so với cả M50X. Phần kéo đẩy rất nhẹ nhàng khiến M60X đeo rất thoải mái. Điều này các bạn DJ rất là thích, mặc dù cái tai nghe này các bạn không bẻ là 90 độ nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì cho công việc của các bạn. Và để các bạn dễ hình dung hơn, mình vẫn sử dụng máy nghe nhạc Fio M7 với những bản nhạc test lossless quen thuộc để so sánh chất âm của M60X và M50X ở giải bass. Sự khác biệt là các âm bass ở trên M60X được tách biệt và chắc chắn hơn. Đặc biệt trên các bài hát với guitar, các bạn sẽ cảm nhận được âm bass M60X thực sự là dày dặn và nhiều hơn so với cả M50X. Bản nhạc Espacito thì M60X đánh chắc, trầm hùng, cho nó có lực. Trong bản Hotel California thì giải mid bass gọn gàng, độ tan vừa đủ, định hình thì nhạc cụ trống tốt hơn. Đến với giải mid, mình thấy mid ở ATH M50X có phần đầy đặn hơn. Vì vậy đối với những người mê nhạc mạnh thì mình nghĩ hầu hết mọi người sẽ thích ATH M50X hơn. Còn đối với những bạn là fan của dòng nhạc trữ tình như Duyên Phận hay Mưa Phùn Tháng 3 của Đồng Lệ thì M60X nghe sẽ rất là mềm mại, tình cảm, tiếng nét tròn nổi bật hơn so với M50X. Có thể nói giải âm mid là sở trường của M60X, tiếng êm ngọt ngào phù hợp với cả giọng nữ và giọng nam. Về giải chép, thật khó để phân biệt được sự khác nhau giữa hai tai nghe này. Qua bản về quê, ta thấy M50X dường như nhẹ nhàng hơn một chút, tinh tế và sắc nét hơn. Còn M60X tơi nhuyễn, low chép không bị gặn, tiếng rất là thanh thoát. Mid chép giữ vững cao độ, âm thanh leng keng nghe lâu không hề bị gay gắt. Âm trường với M50X cảm giác âm trường sẽ rất là rộng, thoáng đáng hơn M60X. Tuy nhiên, nếu bạn đã từng nghe các tai nghe On-Ear của Sennheiser Momentum hay các dòng Beats sẽ thấy âm trường của M60X là cực kỳ ấn tượng và rộng so với các dòng tai nghe On-Ear. Tóm lại, đối với những ai đam mê rock, dance, pop, có thể các bạn sẽ thích cảm giác của M50X hơn. Còn với acoustic trữ tình, mình sẽ thích M60X. Nó thiên về sự chi tiết, tách bóc âm tốt và độ chính xác cao. Để trải nghiệm âm thanh của dòng tai nghe Audio Technica M60X này, các bạn có thể đến các shop gần nhất của bên mình hoặc liên hệ hotline để được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.